Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn series Pre-Sonot Studio Live RML. Thì RML có hai model. Thứ nhất là 16, thứ hai là 32. Thì 16 thì như các bạn đã biết là có 16 kênh input như thế này. Và có 8 output nè các bạn, 8 output. Còn cái 32, chúng ta sẽ có 32 input và 16 output. À, chỗ này là 16 output. Đó. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có main out, mono out, tap in và phone. Thì cái RML16 và 32 AI này có cái cục USB phát sóng Wi-Fi. Đó. Nên thật ra các bạn có thể điều khiển nó bằng cái controller CS18 như hình để các bạn sẽ thấy đây. CS18. Đó. Hoặc các bạn có thể điều khiển nó bằng iPad hoặc Android. Trước mặt các bạn đây là cái iPad. Thì khi các bạn điều khiển bằng iPad thì các bạn chỉ cần download cái phần mềm UC như hình các bạn thấy đây. À, các bạn download cái phần mềm UC về. Cái này là miễn phí nha các bạn. Download về. Rồi chúng ta sẽ có cái màn hình như thế này. Đây là cái giao diện của nó đây. Đó. Rất dễ sử dụng các bạn. Cực kỳ dễ sử dụng. Không có gì khó cả. Khi kích hoạt lên thì nó sẽ ra như thế này. Thì đây là tất cả các kênh input nằm ở đây. Đó. Và đây là phần output và phần master đó các bạn. Master thì gồm có phần main nè, chính nè, đó, mixer, group, đó, group thì lập cái group lên, đó, mixer, thì có 16 mix, mix 1 cho đến 16, rồi 4 effect A, B, C, D ở đây, effect A, effect B, effect C và effect D, ví dụ chẳng hạn như effect C đi chẳng hạn. Đó, tôi đang để nó là echo. Và bật đèn lời 6. Nhỏ xuống. Đó. Và mute echo. Đó là phần effect share. Đó, bên này, bên trái này là từng kênh. Và bên phải này là phần output. Đó, đơn giản như thế thôi. Không có gì phức tạp cả. Rồi các bạn sẽ hỏi là nếu mà các bạn muốn chỉnh từng kênh cụ thể nó trên thế nào, thì các bạn chỉ việc nhấn nó vô cái chỗ cái màn hình nhỏ nhỏ đây là nhấn vô đây là nó sẽ hiện lên từng kênh. Ví dụ bạn muốn chỉnh kênh số 3, các bạn nhấn vô kênh số 3 là nó sẽ hiện lên kênh số 3. Chỉnh kênh số 1, các bạn nhấn vô kênh số 1 thì nó hiện lên kênh số 1 để các bạn chỉnh. Khi các bạn nhấn lên kênh số 1 như vậy thì chúng ta sẽ có cái gì? Các bạn sẽ có cái phần gain ở ngay đây. Đó, nhấn vô đây rồi các bạn thay đổi nha. Các bạn nhấn ở đây à. Đây các bạn thay đổi. Đó. Tăng lên giảm xuống. Đó. High pass filter là low cut đó các bạn. Cut pass đi đó. À. Đó. Tăng lên giảm xuống. Rồi các bạn có phantom 48V, đảo cực micro, ra main hay là ra mono. Main output đây hoặc là mono. Rồi chúng ta sẽ có gate. À, online à. Expander chẳng hạn như tôi để expander online à. Đó, để gate. Đó. Rồi chúng ta sẽ có compressor. Chỉnh compressor như thế nào? Đó. Chúng ta cũng sẽ có equalizer, 4 cái EQ đó. Chẳng hạn như tăng treble, giảm bass, low mid, đó, tăng low mid lên đó. Đó, trực quan. Các bạn có thể chỉnh vô đây trực tiếp. À, chỉnh trực tiếp đây. Hoặc các bạn nhấn vô đây rồi các bạn chỉnh tùy theo. Cái này là chẳng hạn như cái này cell nè, cái này là full parametric, cái này cell đó. Và chúng ta sẽ có limiter ở đây. Limiter các bạn muốn cỡ nào. 0 dB nè, đây nó sẽ limiter. Và on off ngay cái bên cạnh các bạn thấy không? Tôi mở lên nè. Tôi tắt đi nè. Đó. Đó. Limiter này thì các bạn thấy khó nghe hơn. Nhưng mà EQ nè. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, EQ nè, on nè. Và off đó đi nè, 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7. Đó, and off EQ. Đó, rất là đơn giản. Đó là phần gate, expander, compressor, EQ và limiter. Đó, còn ở đây các bạn sẽ có gì? À, cái này graphic equalizer, các bạn nhấn vào đây thì các bạn chỉnh 31 cần EQ. Đó. Của phần main, phần mono hay là phần mix. Đó. Đó, các bạn nhấn mix đây để chỉnh EQ của phần mix. Mix là 8 output ở này hoặc là 16 output ở cái version 32. 8 output của cái version 16. Dạ. Đó, graphic equalizer. Đó. Và kế đến là effect này các bạn. Nhấn vô effect chúng ta sẽ có A, B, C, D. Hiện tại tôi đang để cái effect B là reverb kìa các bạn. Đó, các bạn nhấn thấy không? Effect B, reverb. Đó. Chẳng hạn như các bạn nhấn vô B đây nè. Đó, 6. À, tôi bỏ cái verb nè. 6, 7. Rồi, có verb nè. 6, 7. Đó. Nó hát thì chúng ta để dài dài lên và lớn hơn chút xíu. Đó, cho nó dài hơn 6, 7. Lưu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó có đuôi, nâng vật nó có đuôi đó. Đó. Hey, 6, 7. Đó, chúng ta, nếu chúng ta hát. Đó, còn nếu nói thì bớt lại chút xíu. Đó. Đây, các bạn có thể nhập thông số cho đây. Chẳng hạn như 1.8. À, 1.8 thôi. Đó, lên tí xíu. Đó. Rồi, effect C nè. Các bạn nhấn vào effect C. Đó. Chẳng hạn như effect C đây, chúng ta đang có stereo delay 6, L7, 6, 7, echo, đó, echo. À, và effect D là mono delay chẳng hạn. Đó, các bạn nhấn qua effect D đây, à, đẩy lên 6. Đó, effect D nè, master đây, master đây. Đó, đó, đây 6, 7. Rồi, cắt đi. Đó, effect A. Rồi. Chỉnh ít nhiều nè. Effect B chỉnh ít nhiều của từng kênh C và D. Còn nếu mà muốn chỉnh effect nó như thế nào thì các bạn nhấn vô đây nè, ở trên này nè. Chẳng hạn như B, các bạn sẽ nhấn đây, các bạn chỉnh đây, các bạn cho cái đuôi nó dài thêm chẳng hạn 6. À, 6. Đó, các bạn sẽ có cái đuôi nó dài 6, 7. As. Đó. Rồi, bớt lại chút xíu. Đó. Cỡ như vậy đó. Đó. Trời, tiếng khảo ra đỡ dữ vậy ta. Đó, chẳng hạn như C đây chẳng hạn. Các bạn nghe echo. Các bạn muốn chỉnh, các bạn nhớ C đây. Đó, time 214 nhân cho 1 nhân cho 0 cho 1. Đó, đó, feedback dài ngắn như thế nào. Spread là nó chạy hai bên, nó chạy qua chạy lại. Đó. Đó, đó. Đó. Các bạn có thể tap đây này. Chỉnh tốc độ. Đó. Effect A, B, C, D. Rồi trong cái phần effect này nè các bạn, à, các bạn cũng chỉnh được EQ và compressor của effect. À, chẳng hạn như bây giờ cái okay, đây là echo chẳng hạn. À, đến đây các bạn sẽ có cái phần EQ nè. À, EQ của effect nè. Ê, ê, nghe tiếng bong bong. À, để ngay giữa nè. À, gain để không. Các bạn muốn chỉnh không? À, rồi ngay trap thêm mà. Đó, hai lên nè. Đó, trap. Sao? Rồi, sao? Các bạn có chỉnh EQ của cái phần compressor của phần effect riêng đó. Man. Đó, quay trở lại man. Đó, như vậy. Rồi sau khi chúng ta chỉnh xong chẳng hạn. À, bây giờ bỏ cái phần effect về nha. Chờ cái effect B ít ít lại thôi. Nhiều quá. Nhiều quá, nghe nó khó. À, sau khi chúng ta chỉnh xong, các bạn vô đây nè. Đó, các bạn sẽ lưu lại. Và chúng ta gọi lại, thì cái này nó nằm ở trong cái phần scene này. Đó, và chúng ta cũng có quyền so sánh nằm ở chỗ này. Đó, đơn giản không? Cực kỳ đơn giản. Đó. Man, vô đây. Đó. Trong này thì cái phần các scene này nó gồm có EQ, compressor, effect này kia, thì các bạn cứ lưu lại. Còn đây là master. À, master thì luôn luôn nó nằm ngoài, nên các bạn muốn chỉnh master, các bạn nhấn vô đây rồi các bạn chỉnh ngay master luôn rồi. À, đồng thời ở dưới đây nè các bạn nè, các bạn sẽ thấy được tín hiệu nó sẽ chạy nè. À,
Nghe các bạn thấy nhỏ nhỏ chạy không? 1, 2 đó, tôi đang chạy. Vậy cái nghĩa là gì? Cái này nó luôn luôn là nó sẽ báo tín hiệu input vô của các bạn. Đó là nó luôn luôn nó sẽ báo cho các bạn biết. Đó. Nói chung là phần mềm của nó cực kỳ dễ sử dụng. Đó. Đó là PreSonus Studio Live RMNL16AI và RMNL32AI. Chúc các bạn một ngày tốt lành.